Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đô Hàng Nhật các bác nhá. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên mấy video nhỏ cho các bác này. Nay lên con em này, tiếp theo là em Sony. Model của nó là CFS-W660 các bác nhá. Con này thì có đường line này, ba cục này, loại ba cục này. Loa rời này, hai bên là loa rời nhá. Đấy. Nút tiếp anten đầy đủ hết này, hình thức còn quá đẹp luôn các bác nhá. Cái này là chỉ là bụi thôi các bác nhá, về các bác lấy cái tăm nó nhỏ cái lỗ này là hết, không có gì đâu. Như mới luôn. Nút niếc anten đầy đủ này, cái này thì hơi bị tụt nút tí thôi. Này là tuột cho các bác nhá, không phải gãy nhá. Đấy. Đấy, bây giờ thì em test thử radio cho các bác này. Là tần 108 nhá. Jamian băng vào đúng đầu bồi tung lưới của Asano. 5 phút sau vẫn là pha không chiến lần này. Quang Liên Liên là người điền tên mình lên bảng tỷ số, rất đến tỷ số 6.34. Radio em này bắt thì cực kỳ nét được các bạn. Lưới Nhật Bản là cực chất luôn này. Chơi chậm và chắc bên phần sân nhà, đồng thời sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Đội Trung Quốc kiểm soát thế trận và tạo ra được một vài cơ hội. Đáng chú ý là pha bỏ lỡ cơ hội hết sức ngon ăn của Lau Jiahui ở phút 90. Bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa 4-4, với Trung Quốc bước vào trận tranh huy chương đồng với các cầu thủ Israel. Con này các bác về dọn cassette thôi. Cassette thì em thấy nó chưa chạy về, các bác dọn hai cửa đi. Radio thì bắt cực kỳ nét rồi. Em này thì em thấy nó đẹp lắm, em lên cho các bác. Dòng này dòng ba cục, cực kỳ chất các bạn. Đây em thử cả đường line in cho các bác này. Đấy. Đấy, Sony cực kỳ đẹp các bạn nhá. Đấy, một em Sony CFS-W660 như mới luôn các bạn. 660 đúng không? CFS-W660. Với em Sony này thì em đang chào bán với giá là 2.800.000 các bác nhá. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968634298 các bạn. Bác xem video cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh nhá. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo.